thôi. Mỗi ngày con đốm nó ra sân là nó bắt được biết bao nhiêu con chuột như vậy, nhưng mà nó ăn luôn nha. Kỳ này con này không kịp, cắn cái lỗ đầu rồi. Thế là cho bầy ngựa. Mẹ ngựa thì mọi người cũng biết rồi, một con mèo hoang bị nhốt trong chuồng có chừng 3 năm trời mà không được ăn chuột. Đây, khi nó nhìn thấy chuột thì nó mừng như thế nào. Lâu lâu mới có cơ hội được ăn con chuột vừa chết. Có nhiều người kêu tôi á, không dám giết chuột thì đi ra chợ mua chuột làm sẵn, mà tụi nó không có khoái. Nó chỉ khoái như vậy nè. Tại con mẹ ngựa hồi đó là đi hoang ở ngoài đường, nó ăn chuột ăn chim nó rất là ghiền. Nhiều khi ở trong chuồng mà nhìn thấy con chuột chạy ngang nó la nó kêu dữ lắm. Coi như bữa nay tụi mày trúng mánh, được con đốm tặng cho con chuột. Nói chứ không phải tặng đâu, nó bắt con này nó ăn luôn á. Mình vừa nghe tiếng chuột la thấy con đốm cạp con chuột, cái chạy lại tính đâu cứu con chuột ra ngoài, ai dè nó cắn lỗ đậu nhỏ rồi, đâu còn thở nữa đâu. Tôi coi có chừng 2-3 phút là thấy không thở với không hoạt động nữa rồi mới cho tụi này ăn. Chứ lâu lâu mới được ăn nha, hiếm lắm mới có cơ hội này. Chứ kêu mình bắt con chuột hay là bất cứ con gì còn sống mà quăng vô là không có dám bắt. Mà chuột làm sẵn nó không thèm. Hình như một năm chỉ có vài lần thôi chứ không có được nhiều lần ăn chuột vậy đâu. Nhưng mà mình canh, ví dụ đứa nào mà bắt con chuột mà vừa chết rồi chứ không có để lâu nha. Vừa mới chết mà còn hơi nóng nóng mới dám cho tụi nó ăn, chứ chết lâu quá cũng không được. Mình ngồi mình coi kỹ coi nó có xỉu hay sao không, mà không còn hoạt động nữa, cái đầu bị lủng luôn rồi. Thế là cho tụi này. Mọi người biết sao tôi cho tụi nó ăn không? Hồi đó con mèo mẹ bị giảm bạch cầu, nó bỏ ăn liên tục 6 ngày trời, ốm nhom ốm nhách, cho tới khi nó yếu thiệt là yếu tôi mới đem đi bác sĩ thú y được nha, mà vẫn không chịu ăn gì. Và tôi đem con chuột, trời ơi nó đang yếu mà nó nhìn thấy con chuột nó nhai nguyên con chuột luôn, vậy mà khỏe lên. Khi tôi tìm hiểu là trong con chuột nó có một cái chất gì đó rất là tốt cho những con mèo hoang. Bởi vậy mọi người để ý, những con mèo hoang nó hay bắt chuột ăn, nó khỏe lắm. Mà con này là con mèo hoang mà bị nhốt trong chuồng, cái đó thấy chuột là mừng dữ lắm, kiểu như có một cái chất gì đó có lợi cho nó. Hai đứa con của nó không biết ăn chuột nha, chẳng qua thấy mẹ mừng quá rồi bắt chước mừng theo thôi chứ không biết gì đâu. Đó, bình thường là mèo mẹ nhường đồ ăn cho mèo con mà cái này là không nhường đâu. Tại vì một năm nó chỉ có cơ hội được tôi cho nó ăn chuột vài lần thôi, mà trừ khi nào gặp con nào đang bắt còn nóng mới đem vô cho ăn. Nhăn mà còn cứu được là cũng không dám đem nha. Khi ghê à, không hoạt động không còn gì hết á. Đưa vô cho nó một lần hơi mệt á, nó đưa cái tay ra nó móc nó quấu để kiếm đường nào đưa cho nó nè. Mở cửa thì không được. Ở đó là bà con coi nè, thấy không, mắt sáng rỡ. Bây giờ mình dụ cho nó chạy đi chỗ nào mình quăng con chuột vô trong. Bước đi đâu, cho trời ơi. Có đồ ăn ngon là xấu tánh lên liền. Mày đứng đi hoài sao tao đưa. Ấy, đưa kiểu gì này, cho bà con coi nè. Nè thử này ha. Mình bước đi bên này, chạy qua. Bước qua đây, chạy qua. Chờ, chưa bao giờ thấy mèo mẹ sung như vậy. Nó gọi chuột là một cái món gì đó rất là đặc biệt đối với những con mèo hoang, nhất là mấy con mà ngày nào cũng bắt chuột để ăn. Nó khỏe lắm. Thôi, thì đưa tụi mày kiểu gì tụi mày không quào tao nè. Ở bên cái đường chén đũa chắc chắn bị quào rồi. Sao ta, đưa kiểu gì đây? Thôi mày xuống đây, mày xuống đây, tao đưa lên chứ mày đứng đây đi ghê quá. Nè, đi xuống đi. Nó quấu ghê lắm. Hồi đó tôi đưa con chuột cho nó mà nó quấu mà con chuột gắt tan ban luôn á. Hên là không trúng tay tôi. Đi xuống đây mày mẹ. Có mày ở đây tao không đưa được. Đó cho. Cái chị này ngáo vô đực không biết ăn chuột mà nó giỡn với chuột. Rồi xong. Đực đã giành con chuột của mẹ rồi. Nó không biết ăn nha. Hai đứa này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn chuột, chỉ có mẹ nó ăn thôi. Mà kiểu như nó thấy mẹ nó mừng á, thấy chuột này chắc là ổn. Giành luôn rồi. Dạ hết hồn hết vía, không biết chuyện gì xảy ra. Cái con này cũng không cho ăn chuột đâu nha. Trừ những con mèo hoang nó đã từng ăn rồi thì chịu, còn mấy con mèo mình nuôi không có cho ăn. Rồi nó giành của mẹ luôn. Để lâu quá không nên. Không phải nói với hai đứa con của mẹ ngựa vô duyên lắm nha. Ví dụ mẹ nó đang ăn cái gì đi, rồi nó nhào lại nó giật, mà không phải nó ăn, nó giỡn. Kiểu như thấy mẹ nó thích cái gì là nó giỡn cái đó. Trời ơi, đồ ăn ngon của mẹ nó mà nó giỡn. Đợi đi, đợi mẹ lấy lại bất cứ lúc nào cho coi. Nó lẹ lắm.
gần gần. Không phải nói một ngày con đớn nó bắt được rất là nhiều chuột, mà nó đem đi đâu giấu hay nó ăn mất tiêu chứ nó không có để cho mình thấy đâu. Hiếm lắm. Đớn với mèo mẹ có thể có họ hàng với nhau, tại vì cả hai đều ở khu vực này. Trời ơi trời. Con gì đâu mắc ôn dễ sợ trời. Kìa kìa, nó giỡn xa con chuột. Mèo mẹ đang gìn, sắp có cơ hội. Dừng đi con. Rồi. Chưa đâu. Mèo mẹ mà xuất chiêu là con đực đỡ không kịp đâu. Nó nhanh như con sóc vậy đó. Hơi chán rồi đó. Nó nhìn coi có ai dòm chuột nó không. Dòm thì nó sẽ giữ, mà không dòm nó chán nó bỏ. Hơi gớm chuột nha bà con. Hồi nãy anh chịu cạp, còn giờ anh hết dám cạp rồi. Ngán ngán. Hơi gớm á. Tại vì mấy đứa nhà tôi là ăn đồ chín không à. Mà khi nhìn thấy một con chuột sống hoàn toàn kiểu như nó tò mò, nó cạp cho nó không có chạy thôi. Mà giỡn một hồi cũng không dám ăn. Rất là gớm. Mà trả mẹ mày đi. Trời ơi, mẹ nó đang thèm. Trời ơi, wow. Rồi gọi nhau giống, nhau giống. Trời ơi, cơ hội kìa. Rồi đó, đó, rồi. Tao cho mày ngu mà lì nha. Rồi. Mất tiêu chuột ơi. Đa số mấy con mèo bị mất chuột là nó sẽ kêu, nó kiếm. Mà con đớm không có nha bà con. Kiểu như một ngày ta bắt được biết bao nhiêu con chuột. Mất một con không nhầm nhò gì. À, anh đực này bắt đầu tiếc nè. Chết mẹ, con chuột đang giỡn. Mèo mẹ ngậm chuột là không buông. Rồi, gừ luôn. Lúc này anh đực rất là tiếc. Tính ra đớm là đại gia đúng luôn. Mèo khoái chuột lắm. Mà một ngày đớm bắt được biết bao nhiêu con chuột. Rồi. Muốn xin lại vậy nha. Mời đi con. Vô tay mèo mẹ là không có cửa đâu. Ăn đi mèo mẹ. Thường nó sẽ gừ có chừng 5 hay là 10 phút. Cho mấy đứa con của nó không có dòm tới nữa thì nó sẽ ăn. Gừ hoài luôn. Đem vô trong ăn đi con. Giữ con chuột cứng ngắc. Con nào tới là tao liều mạng liền á. Một món ăn gọi là thượng hạng, quý giá. Hồi đó trong này nè, bị giảm bạch cầu. Bỏ ăn 5-6 ngày. Bắt đi bác sĩ truyền nước biển thôi. Cứ nghĩ là buông xuôi. Mà ngay lúc đó con nhỏ cắn được một con chuột. Tôi đem con chuột đi bỏ, con nhỏ không có ăn. Mà thấy con này đang nằm, cái thử. Cầm con chuột phớt ngang, nó thấy chỗ nó ngồi bật dậy liền. Và đưa cho nó ăn, vừa ăn mà vừa chảy nước mắt. Nó ăn mà không chừa lại bất cứ cái gì trong con chuột luôn. Và từ cái ngày đó bắt đầu hồi phục. Ăn cơm lại từ từ rồi hết bệnh. Nó nhiều chuyện nó ngộ lắm. Con nhọn đã cứu con này một mạng đó. Ủa mà khoan, con nhọn hay con khè tôi quên rồi ta. Tại vì tôi nhớ hồi xưa con nhọn cũng bắt chuột dữ lắm mà nó không có ăn. Con khè cũng có bắt chuột, mà tôi không biết con nhọn hay con khè bắt chuột ngay cái lúc con mẹ ngựa bị giảm bạch cầu. Quên này.